Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Tuấn Anh Ô Tô Hải Phòng trong buổi sáng ngày hôm nay. Em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe mới về cửa hàng của mình. Đấy. Thì quý vị và các bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Anh em nào lần đầu tiên xem video của mình thì hãy nhớ bấm vào nút like và đăng ký kênh cho mình để là người đầu tiên nhận được những video và những chiếc xe mà mới về cửa hàng của mình nhất. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến cho quý vị và các bạn một mẫu xe thương hiệu của Toyota, đó là chiếc Toyota Vios sản xuất 2011 biển 34A 31991. Đây là một mẫu xe Vios đời 2011 phiên bản số sàn máy 1.5 màu bạc. Đấy. Một chiếc xe còn khá là ok cho quý vị và các bạn. Đây là một chiếc xe bản Nimo. Đấy. Đã được nâng kịch từ xi nhan trên gương, gương kính chỉnh điện na răng đúc đầy đủ cho anh em. Sơ si của chiếc xe thì khá là ok. Quý vị và các bạn nào quan tâm thì hãy liên hệ ngay cho em để rước ngay chiếc này về. Vâng, đây là một chiếc xe mà có thể nói là lồi đồng cuối đá của dòng Toyota, chạy rất là lành, tiết kiệm, không hay hỏng vặt. Đấy anh em nhé, đây là một mẫu xe mà có thể nói là rất là bền bỉ với thời gian. Cam kết cho anh em xe không đâm đụng, không tai nạn và không ngập nước nặng. Còn đâu về va quẹt xước sát thì có chung là sẽ tỉa lại rồi. Biển 34 đấy, Hải Dương anh em nhé. Tất cả cụm đèn pha, đèn phanh của chiếc xe này rất là sáng bóng, rất đều nhau, rất cân đối nhau, màu vàng rất là đẹp cho quý vị và các bạn. Anh em nào mà ưa mẫu xe này hay đang có nhu cầu về mẫu xe này thì hãy liên hệ cho em. Em sẽ trả lời tất cả mọi thắc mắc của quý vị và các bạn cũng như là chi tiết về chiếc xe này. Gầm bệ của chiếc xe thì không có gì phải suy nghĩ anh em nhé. Rất là ok. Thì đây là một mẫu xe mà không bao giờ bị lỗi thời hay lỗi mốt, kể cả từ những chiếc Vios đời 2005, 2007. Bây giờ vẫn có người sử dụng vì đó là cái máy của nó thì rất là ok, không có gì phải suy nghĩ cả. Máy móc của dòng này thì rất là ok anh em nhé. Từ những cáp lô hay lội thất con này thì đã bọc lại mới tinh rồi anh em nhé. Trần nỉ nguyên bản đấy, cái lội thất thì em bọc lại rồi, trần nỉ nguyên bản này đấy, loa đây. Đây là một mẫu xe đấy, cánh cửa bên nội thất của chiếc xe rất là ok. Đấy, xi nhan được tích hợp trên gương, gương cụp xòe đầy đủ. Đăng kiểm của chiếc xe này còn đến tháng 8 năm 2020. Đấy, đây là một mẫu xe mà có thể nói là gầm bệ của nó rất là chắc chắn anh em nhé, rất là ok cho quý vị và các bạn. Nội thất của chiếc xe thì cũng khá là mới. Đấy, em nói thẳng luôn này, em bọc lại rồi. Xi nhan trên gương, gương cụp xòe rất đầy đủ cho quý vị và các bạn. Đây là một mẫu xe mà có thể nói là lồi đồng cuối đá nhất
Đấy, anh em nào mà đúng chân. Rất là ok cho một chiếc xe như thế này. Quý vị và bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em. Đấy. Anh em nào có nhu cầu về mẫu xe này, tất cả mọi chức năng được. Tất cả mọi chức năng đều hoạt động rất là ok cho quý vị và các bạn luôn nhé. Đây là một mẫu xe rất là hợp lý. Xe này thì chưa có màn hình DVD và cam nồi, xe chỉ có một chiếc đài chạy đĩa thôi. Đấy, với giá tiền chỉ có 342 triệu đồng, quý vị và các bạn đã có một chiếc Toyota Vios đời 2011 để chạy thì rất là ok cho quý vị và các bạn luôn. Đấy. Tất cả mọi chức năng thì đều hoạt động rất là bình thường anh em nhé. Đấy. Vâng, rất là ok. Bây giờ mình sẽ mở cái phần khoang máy này để cho quý vị và các bạn cùng xem vào cái chất máy của chiếc xe này. Được không ạ? Đây là tổng quan khoang máy của chiếc xe Vios đời 2011 này. Đầu tiên chúng ta nhìn vào phần nắp cabo của chiếc xe, không có bị gì méo mó hay là va có tình trạng gì của va quẹt anh em nhé. Rất là ok cho quý vị và các bạn. Anh em nhìn thấy máy móc của dòng này lổ rất là chất nhé, rất là êm. Dòng này chạy rất là lành và tiết kiệm. Quý vị và bạn nào đã đi dòng này thì chắc hẳn đã biết về mẫu xe Toyota Vios này. Máy móc của nó rất là chất. Giá tiền thì rất là hợp lý, chỉ có 242 triệu đồng thôi. Anh em đã có một chiếc Toyota Vios đời 2011 để chạy thì rất là ok. Đăng kiểm dài, sơn si đẹp, máy gầm chất, nội thất sạch. Đấy. Thì vừa rồi em cũng giới thiệu cho tất cả anh em và tất cả quý anh chị một mẫu xe Toyota Vios sản xuất 2011 đang chào bán giá tiền là 242 triệu đồng. Quý vị và bạn nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ ngay cho em qua số điện thoại 081 666 2386 hoặc 0972 0971 255 863. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.